Đây là chị Kim. Chị Kim là một nhà phân phối chuẩn bị tham dự một trong rất nhiều sự kiện của Amway. Chị Kim có nhu cầu tìm hiểu về một số chương trình lớn đang hoặc sắp diễn ra tại Amway, thời gian tổ chức cũng như làm sao để kết nối kịp thời với những người muốn dự sự kiện giống mình. Chị ấy khá bối rối khi không biết bắt đầu từ đâu. Giải pháp cho chị Kim là ứng dụng Amway Event. Đây là một tiện ích hoàn toàn mới trên thiết bị di động, hỗ trợ cập nhật hàng loạt thông tin về sự kiện. Chị Kim chỉ cần mở ứng dụng để tải về mọi thông tin cần thiết. Chị Kim có thể dễ dàng tìm kiếm sự kiện theo chủ đề, tự tạo lịch tham gia sự kiện, cài đặt chế độ tự động nhắc nhở, lập bản ghi chú công việc, xác định địa điểm và tìm hiểu thêm những hoạt động ở các khu vực lân cận. Ứng dụng còn hỗ trợ kiểm tra chéo tất cả các sự kiện đang diễn ra, chia sẻ sự kiện yêu thích trên Facebook, chụp ảnh để chia sẻ mọi khoảnh khắc và còn hơn 100 chức năng thú vị khác. Nếu có bất kỳ cập nhật nào về thời gian tổ chức cũng như địa điểm và các hoạt động trong sự kiện, chị Kim sẽ nhận được thông báo tự động qua thiết bị di động. Tất cả các tài liệu hỗ trợ thông tin sự kiện cũng được đăng tải đầy đủ trên ứng dụng. Qua đó, chị Kim có thể xem các thông tin và chia sẻ với đội nhóm của mình bất cứ lúc nào, giúp tiết kiệm giấy để bảo vệ môi trường. Ứng dụng Amway Event có thể sử dụng ở tất cả các hội nghị, triển lãm, hội thảo và các chuyến du lịch tưởng thưởng của Amway. Qua đó thực hiện các bước chuẩn bị, lập kế hoạch tốt hơn. Bạn có thể tải ứng dụng Amway Event tại các kho ứng dụng của App Store hoặc Google Play ngay hôm nay. Ứng dụng Amway Event, năng động làm chủ thông tin.